lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ gia đình, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh cung Media phối hợp thực hiện với sự cố vấn chuyên môn của Trung tâm Bác sĩ gia đình Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là sốt và sốt cao co giật ở trẻ. Trước hết, xin mời quý vị cùng đến với mục Chuyển động. Tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sau sinh giảm ở mức đáng lo ngại. Giáo sư Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, chủ nhiệm chương trình tiêm chủng mở rộng cho biết, hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh ở Việt Nam liên tục sụt giảm ở mức đáng báo động. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B 24 giờ sau sinh chỉ đạt mức 20%, con số này vẫn quá thấp so với các năm trước đó. Cụ thể, năm 2012, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh là 75%, 2013 tỷ lệ đạt 56%. Giáo sư Nguyễn Trần Hiển bày tỏ lo lắng về nguy cơ sụt giảm tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B 24 giờ sau sinh. Bởi tỷ lệ tiêm chủng vaccine viêm gan B sơ sinh thấp sẽ khó khống chế được nhiễm virus viêm gan B ở trẻ em. Trong khi đó, việc tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh phòng được 85-90% các trường hợp lây nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con. Cũng theo giáo sư Nguyễn Trần Hiển, vaccine viêm gan B lành tính nên không có chống chỉ định. Trẻ sinh non, thiếu cân có thể tiêm được, tỷ lệ tai biến sau tiêm chỉ là 1-2 trường hợp trên 1 triệu liều. Tại Đà Nẵng, theo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Sở Y tế thành phố, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh chỉ đạt 8%. Tỷ lệ này cảnh báo khả năng tăng cao các bệnh liên quan về gan ở cộng đồng trong tương lai. Mỗi năm Việt Nam có 14.000 phụ nữ mắc ung thư vú. Tại hội thảo đào tạo nâng cao cho bác sĩ tuyến trung ương về cập nhật điều trị ung thư vú diễn ra tại Hà Nội mới đây, Phó giáo sư Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ca, Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết, ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu đối với phụ nữ Việt Nam. Mỗi năm có khoảng 14.000 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Hiện nay ung thư vú là bệnh phổ biến hàng đầu đối với phụ nữ ở Việt Nam. Nghiên cứu năm 2000 của Bệnh viện Ca cho thấy tỷ lệ mắc ung thư vú chuẩn theo tuổi là 17,4/100.000 dân, nhưng đến năm 2011 tỷ lệ này đã tăng lên mức 29,9/100.000 dân. Thực tế, điều khó khăn là hiểu biết của người dân về phòng chống bệnh ung thư vú vẫn còn thấp. Vì vậy, người bệnh thường đến bệnh viện khi ở giai đoạn muộn, dẫn đến hiệu quả điều trị còn hạn chế. Tháng 6 vừa qua, tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng diễn ra hoạt động khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh ung thư vú miễn phí dành cho tất cả các đối tượng chị em phụ nữ từ 35 đến 53 tuổi. Đây là hoạt động do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng Bộ Y tế tổ chức. Với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh thì được chụp nhũ ảnh miễn phí ngay tại bệnh viện. Sốt là một phản ứng của cơ thể đối với nhiễm trùng, bệnh tật và một vài nguyên nhân khác như chủng ngừa, mọc răng. Triệu chứng sốt hay gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở trẻ em, đặc biệt là trong độ tuổi dưới 5, nhiều nhất là dưới 3 tuổi và gặp ở tất cả các mùa trong năm. Có bé hay sốt là vì bé chơi đi học, đi trẻ chơi đùa quá cho nên bé mệt mỏi, hoặc là thời tiết đưa cháu đi lại là hay bị. Cho nên là những lúc như thế tôi đi viện mà tôi rất là lo lắng cho bé. Bé nhà tôi thường thường buổi chiều hay bị sốt. Trước khi bé sốt thì tôi trường bé khăn nóng, khăn ấm trường bạ đào hoặc tay chân cho bé. Và nếu như bé không thấy sốt thì tôi phải mua thuốc hạ sốt tại mấy quà thuốc tay. Khi con tôi bị sốt là tôi và gia đình chồng tôi rất lo lắng và sốt ruột. Ông bà thường hay lo lắng cho vợ chồng tôi không biết cách chăm sóc con. Nhưng thật sự là khi con sốt vợ chồng tôi buồn. Và chồng lại bỏ công việc ở nhà để chăm bé. Là vì bé gái nhà tôi là cháu thứ hai, cho nên là dẫu sao tôi cũng có một tích lũy được nhiều kinh nghiệm ấy. Khi chăm sóc con trẻ ở dưới cái độ tuổi đang còn khoảng dưới 2 tuổi đó, thì thường là trong nhà tôi bao giờ cũng có sẵn những cái phương tiện y tế mà tối thiểu là ví dụ như cái kẹp nhiệt để theo dõi cái nhiệt độ của cháu. Thì lúc mà phát hiện cháu có dấu hiệu sốt á, thì gia đình luôn luôn có một người thường xuyên để bên cạnh cháu. Khi trẻ bị sốt quá cao và nhiệt độ cơ thể tăng nhanh trong một thời điểm nhất định, sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng co giật ở trẻ. Đây là điều các bậc cha mẹ rất lo lắng và thường luống cuống trong cách xử lý. Theo kinh nghiệm dân gian, có rất nhiều cách để hạ sốt cho trẻ và những cách này vẫn thường được áp dụng trong các gia đình.
Ông bà mình nói khi trẻ bị sốt cao là mình thường dùng chanh trà tráng hai vùng nách và vùng bẹn. Cách sơ cứu thứ hai đây là mình chườm đá cho bé hạ bớt sốt, chườm đá quanh cơ thể cho rồi mình mới đi bệnh viện cấp cứu. Cho nên khi tôi nuôi con tôi sốt, tôi hay thường dùng những biện pháp của ông bà truyền lại như vậy để nuôi con. Bé nhà tôi thường hay sốt 2-3 ngày sốt một ngày. Nếu mà như bé sốt cao quá thì tôi dùng thuốc hạ sốt tức thì. Còn ngoài ra thì tôi dùng rau tằm để trà sát cho trẻ bé con nhanh hạ sốt. Chiều bé tôi là hay bị sốt. Và bé sốt là tôi phải dùng nước ấm lau đầu, lau tay, lau bạn cho bé. Và nếu như bé không hay sốt thì phải dùng thuốc hạ sốt. Hạ sốt và dùng chanh, nên mình dùng chanh là bé phải được 7-8 tuổi mới dùng được chanh. Chứ còn nhỏ là nó bị da, nó bị rát. Mà nếu uống thuốc hạ sốt mà không thấy được thì phải đi bệnh viện để xét nghiệm máu cho bé. Theo cái cách thông thường á, là mình mặc những cái bộ trang phục rất là thoáng và thường xuyên lấy nước ẩm cao hơn nhiệt độ của cơ thể cháu khoảng 2 độ. Tức là nhiệt độ cơ thể lúc hiện tại của cháu khoảng 2 độ và thường xuyên lau mặt cho cháu. Thì sau đó thì đem đưa cháu đến nơi cơ sở y tế mà chuyên khoa về nhí đó để người ta có một cái giải pháp y tế tối ưu hơn. Sốt là một bệnh quen thuộc thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ bị sốt quá cao từ 39 độ C trở lên sẽ dẫn đến những cơn co giật. Tìm hiểu đúng về sốt và cách xử trí khi trẻ bị sốt là cách thông minh và an toàn nhất để các bậc cha mẹ bảo vệ đứa con thân yêu của mình, tránh để xảy ra các biến chứng đáng tiếc. Bạn, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy sốt là một triệu chứng rất là hay gặp ở trẻ em và đôi khi nó là nỗi ám ảnh của các bậc cha mẹ. Và hôm nay để hiểu rõ hơn về sốt cũng như là những cái biện pháp kịp thời để xử trí thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân, công tác tại Bệnh viện Gia đình TP Đà Nẵng và ca sĩ Quang Hào. Quang Hào xin kính chào tất cả quý vị và xin kính chào và bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân cùng với MC. Thưa bác sĩ, là Quang Hào thì cũng có con và rất là lo lắng mỗi khi là cháu có những cái triệu chứng sốt thì chúng ta cũng dễ hiểu thôi, làm cha làm mẹ thì ai cũng quan tâm đến sức khỏe của con mình và đặc biệt là khi trẻ bị sốt. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái nguyên nhân sốt nó bắt nguồn từ đâu không ạ? Sốt là một phản ứng của cơ thể đối với nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng hay là một số bệnh tật, thậm chí là ung thư. Và sốt cũng có thể là triệu chứng của một số nguyên nhân khác như là chủng ngừa hay là mọc răng. Đôi khi sốt hay gần tương tự như là sốt rất là tăng thân nhiệt khi mà chúng ta ủ một cháu quá nhỏ, quá kỹ. Và đôi khi là sau khi cháu đi ra ngoài chơi, ngoài nắng chơi, nắng nóng chơi về, cháu nó có thể bị phản ứng. À, thì cũng rất là có nhiều lúc là xử lý khi mà con của mình bị sốt thì cũng thường hay đắp cháu thật kỹ á, vì sợ là khi sốt lên thì cháu cũng bị lạnh á. Thì cuối cùng cũng lo bác sĩ, cũng rồi cũng đắp cháu thật kỹ rồi là không biết là cái đó có tốt không bác sĩ. Khi mà cháu sốt á, có một cái điều mâu thuẫn như thế này, tức là những cháu mà còn nhỏ đó thì khi mà cháu sốt càng cao thì cái trán này, cổ, ngực, bụng nó càng nóng nhưng bàn tay bàn chân rất là lạnh. Cái điều nó làm cho cha mẹ rất là lo lắng và đôi khi cha mẹ cứ dùng nhiều mền rồi nhiều quần áo đắp lên cho con mà điều đó thì rất là không đúng không tốt, để xử trí hạ sốt. Tức có nghĩa là lạnh cũng là một cái biểu hiện của sốt đúng không thưa bác sĩ? Đúng vậy, mà thường là lạnh ở chân tay. Vậy khi mà trẻ bị lạnh như vậy thì trẻ bị sốt như vậy thì cha mẹ nên làm như thế nào ạ? Đôi khi những cháu mà sốt càng cao hoặc lúc bắt đầu sốt thì cái tay chân lạnh và đôi khi cảm giác cháu cũng có cảm giác lạnh nữa. Cho nên kia là thực sự ra thì cái lạnh đó nó phát nguồn là do sốt. Cho nên chúng ta cứ giải quyết vấn đề sốt thì tự nhiên cháu nó sẽ hết lạnh. Thưa bác sĩ, thì thường thì Quang Hào hay thấy các mẹ hay là các bà thường là trà chanh hoặc là lau nước lạnh cho trẻ thì không biết là cái biện pháp đó có hạ sốt được cho trẻ không ạ? Trong dân gian của mình thì lưu truyền một số biện pháp hạ sốt như là trà chanh, trà lá rau tằm giã nát lên người cháu hoặc là chườm nước lạnh, nước đá. Nhưng mà thực tế ra thì những biện pháp đó nó không hạ sốt một cách thực sự hiệu quả cho cháu, đặc biệt là ở những cháu mà sốt trên 39 độ. Cho nên bên cạnh đó là chúng ta thấy những cái thuốc
Hạ sốt thông thường nó rất phổ biến, giá thành rất rẻ, hạ sốt rất hiệu quả mà rất hiếm khi gây tác dụng phụ nếu chúng ta dùng đúng chỉ định và liều lượng. Cho nên chúng ta được khuyên là nên dự trữ sẵn thuốc hạ sốt trong nhà phù hợp với cân nặng của trẻ, và dùng thuốc hạ sốt để hạ sốt cho trẻ thì tốt hơn là dùng các biện pháp dân gian. Thì các biện pháp dân gian thì chúng ta được khuyên là nên dùng như là một biện pháp phối hợp với thuốc hạ sốt, hoặc là được dùng đơn độc khi mà cháu dị ứng paracetamol và nằm trong tình trạng không sử dụng được các thuốc hạ sốt khác. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Vậy trong trường hợp nào thì chúng ta nên giữ trẻ ở nhà để điều trị sốt hả bác sĩ? Chúng ta nên để một cháu bị sốt điều trị tại nhà khi mà cháu sốt nhưng vẫn tỉnh táo, không có các triệu chứng gì đặc biệt kèm theo. Cháu sốt vẫn có thể hạ sốt được với các thuốc hạ sốt thông thường và không kéo dài quá 3 ngày. Tùy theo cái lứa tuổi của cháu mà chúng ta có thể quyết định cho cháu đến khám bác sĩ hoặc đến bệnh viện. Khi mà ví dụ như là cháu dưới 3 tháng tuổi mà chúng ta không quấn cháu quá kỹ, ôm cháu quá kỹ mà cháu vẫn sốt trên 38 độ, hoặc là cháu trên 3 tháng tuổi nhưng cháu lại sốt trên 40 độ, hoặc cháu trên 3 tháng tuổi mà cháu sốt dưới 40 độ nhưng cháu có bỏ ăn, bỏ bú này, có những triệu chứng đặc biệt kèm theo như là nôn, ỉa chảy, ho, đau họng, chảy mũi tai, đau tai, tiểu buốt vân vân. Hoặc là khi mà trẻ trên 3 tháng tuổi sốt dưới 40 độ nhưng mà sốt nó kéo dài quá 3 ngày, hoặc là sốt tái đi tái lại vài giờ mỗi ngày. Chúng ta cũng nên cho cháu đi cấp cứu trong trường hợp cháu sốt mà kèm theo đó cháu quấy khóc liên tục không thể nào dỗ được, hoặc cháu có kích thích nè, ly bì, hoặc là co giật, thóp phồng, đau đầu, xanh tím, khó thở, hay là phát ban đỏ hoặc tím ở trên da. Có rất là nhiều cái biểu hiện mà chúng ta cần phải quan tâm lưu ý, và trong trường hợp nào chúng ta để trẻ ở nhà và trường hợp nào thì phải đưa trẻ đến bệnh viện an toàn, đúng không ạ? Đúng rồi. Trường hợp nào thì chúng ta chỉ cần đến khám bác sĩ thôi, còn trường hợp nào chúng ta phải gọi cấp cứu ngay, đó là cái mà chúng ta cần. Thưa bác sĩ, thì cái diễn tiến của cái sốt là từ sốt cao đến co giật thì rất là nhanh, thì vì sao là như vậy? Thực sự ra thì hệ thần kinh của trẻ nó còn yếu, cho nên sốt cao co giật thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi mà sốt cao trên 39 độ rưỡi, hoặc là xảy ra ở trẻ sốt mà tăng thân nhiệt rất cao trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc là trẻ quá nhạy cảm với sốt. Thì trong những cái trường hợp mà con mình mà có tiền sử có sốt cao co giật đó, thì các bậc phụ huynh nên cho cháu uống thuốc hạ sốt ngay khi cháu mới chỉ sốt khoảng 38 độ. Và nên có một cái nhiệt kế mà đo ở trán ở nhà để mà có thể kẹp nhiệt, theo dõi nhiệt cho cháu được nhanh và chính xác. Trong một số trường hợp thì trẻ sốt cao co giật xong thì phụ huynh hay ôm trẻ để mà tránh những cái cơn co gồng của trẻ, chúng ta có nên làm như vậy không ạ? Chúng ta lại có cái cách xử trí nào không thưa bác sĩ? Đây là một câu hỏi rất hay, và trong quá trình làm việc của mình thì mình cũng thấy nhiều bậc phụ huynh làm như vậy, nhưng điều này nó không đúng. Khi mà cháu bị sốt cao co giật thì chúng ta không nên cố gắng ngăn chặn cơn co giật bằng cách giữ chặt cháu, mà tốt hơn hết chúng ta nên để cháu nằm trên một nền nhà hoặc là trên một cái sàn cứng, và tốt nhất nằm nghiêng một bên để tránh trào ngược đạm giải vô trong thực quản và khí quản. Sau đó thì tất cả những cái đồ vật gì ở bên cạnh cháu chúng ta cũng dời ra xa, vì lúc đó cháu nó đang co giật. Rồi cố gắng tìm cách hạ sốt cho cháu, mà tốt nhất là nên dùng thuốc hạ sốt bằng đường hậu môn. Chúng ta đừng nên cố gắng mở miệng cháu ra hay là chêm bất cứ một cái vật gì vào giữa hàm răng của cháu. Điều này các bậc phụ huynh rất hay làm nhưng mà nó không hay. Rồi nếu như cháu mà sốt cao co giật á, thì sau khi mà xử trí như vậy xong thì chúng ta phải quyết định là khi nào nên đưa cháu đi cấp cứu. Thì nên đưa cháu đi cấp cứu trong trường hợp mà cháu bị co giật lần đầu tiên nè, hoặc là cháu có tiền sử sốt cao co giật nhưng cái cơn co giật lần này nó kéo dài hơn 5 phút, hoặc là nó không giống như những cái lần sốt cao co giật trước. Hoặc là chúng ta thấy cháu xanh tái khó thở, hoặc là cháu đã có cái bệnh tim trước đó, thì chúng ta phải đưa cháu đi cấp cứu. Một điều lưu ý trong sốt cao co giật mà các bậc phụ huynh phải chú ý, đó là sau cái cơn sốt cao co giật là các cháu nó thường rơi vào giấc ngủ sâu, thường thường là như vậy. Thì khi mà cháu nó ngủ sâu rồi thì chúng ta không cố gắng đánh thức cháu, hoặc sợ rằng cháu đói nên cố gắng cho ăn một cái gì đó, nhưng mà không cần thiết, chứ để cháu ngủ xong một thời gian ngắn sau là cháu sẽ thức dậy và tỉnh táo. Thì một lưu ý nữa là những cháu mà có sốt cao co giật, tiền sử sốt cao co giật, thì chúng ta nên cho cháu dùng thuốc hạ sốt ngay khi chỉ mới sốt 38 độ thôi. Rồi chúng ta không nên dùng các loại thuốc an thần để ngăn ngừa sốt cao co giật cho trẻ, trừ khi là trẻ đó nó hay tái đi tái phát và phải có chỉ định của bác sĩ.
Thì nếu đối với một cháu sốt cao co giật thì chúng ta nên kiểm tra cái điện não đồ của cháu ít nhất là một lần và chậm nhất là sau 6 tháng để loại trừ bệnh động kinh và một số bất thường khác. Có nghĩa là những trẻ mà thường có cái tiền sử là sốt cao co giật như vậy thì thông thường trẻ sốt đến 38 độ 5 chúng ta mới cho uống thuốc hạ sốt, đúng không bác sĩ? Nhưng mà đối với những trẻ mà thường có những cái tiền sử sốt cao co giật như vậy thì chúng ta sẽ cho uống thuốc sớm hơn từ lúc 38 độ. Thưa bác sĩ, là con của Quang Hào thì uống thuốc rất là khó. Thì mỗi lần mà sốt như vậy thì chỉ có thể là dùng thuốc để nhắc hormone có được không ạ? Các bậc phụ huynh không nên lạm dụng thuốc hạ sốt đặt hormone cho trẻ, dạ. Vì có những đợt cháu sốt rất là dài ngày. Ví dụ như sốt nhiễm siêu vi có thể là 3 ngày và sốt xuất huyết có thể kéo dài đến 7 ngày. Thì trong những trường hợp đó mà nếu chúng ta cứ dùng thuốc đặt hormone thì có thể khiến cho trẻ bị viêm trực tràng, thậm chí là dị chảy tạm thời. Tốt hơn hết là nếu như mà Quang Hào đó mà điều trị sốt ở nhà cho con đó, thì Quang Hào tiếp theo các bước như sau. Nếu cháu sốt từ 37 độ rưỡi tới 38 độ rưỡi thì Quang Hào chỉ cần cho cháu mặc thoáng, không can thiệp vậy, không sốt cũng không lo mát. Nhưng mà nếu sốt từ 38 độ rưỡi đến 39 độ rưỡi thì chúng ta có thể cho cháu hạ sốt bằng đường uống, cố gắng nha. Từ 39 độ rưỡi trở lên thì chúng ta nên đặt thuốc hạ sốt bằng đường hậu môn cho nó hạ cho nhanh nha, và lau mát bằng nước ấm. Cái thuốc hạ sốt mà hiện nay chúng ta thường dùng là paracetamol hay acetaminophen thì liều dùng sẽ là 10 đến 15 mg cho kg cân nặng một lần, và khoảng cách giữa hai lần là 4 đến 6 giờ. Thì chúng ta không dùng quá 5 lần một ngày, nhớ nha, dùng quá 5 lần một ngày. Và lưu ý là đối với những trẻ mà tiền sử sốt cao co giật này, chúng ta sẽ hạ sốt ngay, cho thuốc hạ sốt ngay từ khi cháu sốt 38 độ. Rồi nếu như mà cháu bị nôn, đương nhiên là sốt 38 độ rưỡi chúng ta cũng không cho uống mà đặt hậu môn. Còn đối với những cháu bị chảy mà sốt từ 39 độ rưỡi trở lên chúng ta cũng không đặt hậu môn mà chỉ cho uống. Ngoài cái paracetamol mà mình nói với Quang Hào đó thì còn hai loại thuốc hạ sốt khác là ibuprofen và aspirin. Thì ibuprofen á, thì chúng ta sẽ sử dụng ibuprofen để hạ sốt cho cháu nào nó dị ứng với paracetamol, hoặc cháu nào có cơn sốt mà khó khống chế với paracetamol đơn độc thì lúc đó chúng ta sẽ phối hợp thêm với ibuprofen. Còn aspirin thì Quang Hào có thể sử dụng cho bản thân mình, nhưng mà cho trẻ em thì không được, bởi vì nó có thể gây hội chứng gây rất là nguy hiểm. Thưa bác sĩ, thì mình sẽ dùng cái cách lau như thế nào để khi mà hạ sốt cho cháu cho nó đúng cách nhất ạ? Ra thì chỉ định lau mát hạ sốt cho trẻ thì ở mỗi nơi nó chỉ định một cách khác nhau. Có một số chỗ thì người ta chỉ lau mát cho trẻ khi trẻ sốt trên 40 độ và dùng paracetamol không hạ sau 30 phút. Nhưng mà ở tại bệnh viện của mình thì để an toàn cho các cháu, vì một số cháu nó giật rất là sớm, thì để an toàn cho các cháu thì mình chỉ định khá sớm, đó là cháu sốt trên 39 độ thì mình đã đặt hậu môn thuốc hạ sốt và lau mát bằng nước ấm. Thì để lau mát cho cháu thì mình sử dụng nước ấm khoảng từ 30 đến 35 độ. Đương nhiên là mình không dùng nước lạnh nè, nước đá và cồn để lau mát cho trẻ, bởi vì nước lạnh và nước đá nó có thể làm cho cháu lạnh và rùng mình, và bản thân cái sự rùng mình nó là sinh nhiệt. Rồi còn cồn thì nó hấp thu qua da, đương nhiên cồn là độc đối với trẻ rồi ha. Thì khi mà lau mát thì chúng ta dùng một cái khăn mềm nhúng vào cái nước đã chuẩn bị ha, mình vắt hơi sơ một tí, xong mình lau hoặc đắp lên trán cháu. Sau đó thì mình lau những phần cơ thể khác, nhưng mà mình chú ý nè, lau những cái phần cơ thể mà nó có nếp gấp và nó có động mạch nông đi qua, như vậy thì hạ sốt nó sẽ nhanh hơn. Chẳng hạn như ở cổ nè, ở nách, ở khuỷu tay, ở cổ tay, ở bẹn và khuỷu chân. Nhưng mà một điều phải lưu ý là không bao giờ cởi trần cháu hoàn toàn để lau mát. Cái vùng nào mình lau mát thì mình bộc lộ ra, nhưng mà vùng khác mình phải che lại bằng khăn mỏng hoặc là áo quần mỏng. Rồi sau khi lau mát cái vùng đó xong thì mình cũng phải che phủ lại bằng khăn mỏng. Rồi trước khi mà mình bộc lộ cái vùng khác ra để lau, cái thời gian mình lau mát là khoảng 10 tới 15 phút và tối đa là 20 phút. Trong khi lau mát mà mình thấy trẻ rùng mình thì lúc đó mình nên ngừng lau mát và lau khô cho cháu, đồng thời mặc thoáng cho cháu. Nếu như mà mình lau mát kéo dài đến 20 phút mà sốt không hạ thì thôi, không lau mát nữa và đưa cháu đi bệnh viện. Gần như là trong mỗi gia đình, đặc biệt là những gia đình nào có trẻ nhỏ đều có một cái nhiệt kế để phòng khi mà trẻ có những cái biểu hiện sốt, thì để chúng ta có thể kịp thời đo thân nhiệt cho trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là chúng ta nên chọn cái loại nhiệt kế nào và sử dụng như thế nào là đúng cách ạ? Rất là nhiều loại nhiệt kế, đắt có, rẻ có, nhanh có, chậm có. Chẳng hạn nhiệt kế thủy ngân thông thường này, nhiệt kế điện tử thông thường, nhiệt kế hồng ngoại đo ở tai, ở trán,
nhiệt kế điện tử, hình nấm vú đỏ miệng, nhiệt kế miếng giá trái rất nhiều, và người ta sẽ phát minh ra nhiều nữa. Nhưng mà trong tình hình hiện tại này, với điều kiện kinh tế của mình, thì các bạn cũng được khuyên là nên chọn nhiệt kế điện tử thông thường, bởi vì nó giá cả nó phù hợp với túi tiền của mình này, nó nhanh và nó sử dụng được cho tất cả mọi lứa tuổi. Tuy nhiên nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta nên chọn cái loại nhiệt kế hồng ngoại đó ở trán, vì cái nhiệt kế này nó rất nhanh, đo rất nhanh và rất chính xác. Còn trong trường hợp mà không có điều kiện nữa thì mỗi gia đình cũng phải có ít nhất một cái nhiệt kế, mà có lẽ nhiệt kế được chọn là nhiệt kế thủy ngân. Thì cẩn thận khi dùng nhiệt kế thủy ngân, bởi vì khi mà nó vỡ thì nó sẽ phóng ra thủy ngân rất là độc. Lưu ý một điều dùm cho là khi mà trên cùng một trẻ, cùng một thời điểm mà chúng ta đo nhiệt độ ở những vị trí khác nhau, nó sẽ cho ra cái số đo khác nhau. Như vậy thì nhìn chung chung thì các bạn chỉ cần nhớ là nếu kẹp ở nách thì sau khi kẹp chúng ta phải cộng thêm nửa độ. Còn nếu kẹp ở hậu môn, ở tai, ở miệng và ở trán với nhiệt kế hồng ngoại thì không cần cộng. Nhiệt kế mà đo ở hậu môn thì tuy là cảm giác như là bất tiện lắm, nhưng mà nó chính xác nhất. Chính xác nhất. Chính xác nhất. Như trong phần đầu thì bác sĩ có chia sẻ là có những cái biểu hiện sốt mà chúng ta phải nhanh chóng đưa trẻ vào viện, nhưng mà có những cái biểu hiện mà chúng ta cũng có thể yên tâm để trẻ ở nhà để chúng ta hạ sốt. Tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng hạ sốt đúng cách và có thể mang lại hiệu quả. Vậy thì nếu như mà chúng ta hạ sốt không đúng cách thì liệu sẽ có những biến chứng nào xảy ra hả bác sĩ? Nếu chúng ta không phát hiện và xử trí sốt kịp thời cho trẻ thì có thể khiến cho trẻ bị sốt cao co giật, nếu như sốt cao quá 39.5 độ, và thậm chí có thể dẫn đến tổn thương não nếu sốt cao quá 42 độ. Tóm lại thì sốt rất hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là ở trẻ dưới 3 tuổi thì sốt có thể xảy ra đến 8 lần trong một năm chỉ vì nhiễm siêu vi thôi. Và như vậy thì chúng ta cũng đã biết rằng nếu phát hiện và xử trí sốt không kịp thời dẫn đến những biến chứng không hay. Và nếu như chúng ta dùng thuốc hạ sốt không đúng liều lượng và không đúng chỉ định có thể là dẫn đến ngộ độc thuốc hay là những biến chứng rất là nguy hiểm cho trẻ. Vì vậy mà mỗi gia đình cần phải nắm vững cách hạ sốt cho con mình phù hợp với từng cơ địa của từng cháu một, phù hợp với tuổi và cân nặng của cháu. Đồng thời phải biết khi nào đưa cháu đi đến gặp bác sĩ, đi đến bệnh viện hoặc gọi cấp cứu khi cháu sốt. Và lưu ý nữa là trong mỗi gia đình thì nên phải có một cái nhiệt kế và phải có thuốc hạ sốt phù hợp với cân nặng của cháu. Vâng, xin được cảm ơn phần trò chuyện của ca sĩ Quang Hào. Xin cảm ơn những tư vấn rất là hữu ích, rất là thiết thực của bác sĩ Nguyễn Thị Thu Vân trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc chúng ta tìm hiểu về những cái triệu chứng sốt ở trẻ và cũng như là có những cái cách xử trí hợp lý để có thể đảm bảo được sức khỏe cho con trẻ của mình. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta cùng tìm hiểu một số những cái thông tin nhỏ thôi để có thể giúp trẻ nhanh thoát khỏi những cơn sốt và có thể khỏe mạnh vui chơi trở lại. Kỹ năng cần biết. Khi trẻ bị sốt, mặc thoáng hoặc chỉ đắp một tấm chăn mỏng nếu trời lạnh. Mặc quá nhiều hoặc ủ cháu quá kỹ sẽ làm khó cho sự thoát nhiệt và có thể làm tăng nhiệt. Cho trẻ ở trong phòng có nhiệt độ thích hợp, không quá nóng cũng không quá lạnh. Cho trẻ uống nhiều nước. Sốt có thể làm cho cháu mất nước nhanh chóng. Lưu ý, những loại nước có thể dùng là nước uống thường, nước trái cây và súp. Tránh những thức uống có cà phê, cola và trà vì chúng không tốt cho trẻ và thường làm cho trẻ tiểu nhiều hơn. Nếu cháu có nôn mửa hoặc tiêu chảy, bạn nên cho cháu uống nước điện giải. Cần pha dung dịch điện giải cẩn thận theo hướng dẫn sử dụng từng chế phẩm. Thiếu hay thừa nước khi pha đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Có thể cho trẻ ăn tùy theo ý thích, nhưng nên ăn những thức ăn dễ tiêu với lượng vừa phải và đầy đủ. Hãy để trẻ nghỉ ngơi thoải mái, nhưng nằm mãi trên giường là điều không cần thiết. Tốt hơn hết nên cho cháu tạm thời nghỉ học hoặc khoan đến nhà trẻ. Ở các nước tiên tiến, hầu hết các bác sĩ đều cho rằng trẻ chỉ nên ở lại trường sau khi dứt sốt 24 giờ. Khi trẻ không sốt, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng và đồ chơi, bắt buộc trẻ phải rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, không để cho trẻ bú tay, ngậm đồ chơi.
Quang Hào kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau khi trẻ sốt cao thì chúng ta cũng cần có những cái món ăn để hồi phục sức khỏe cho trẻ. Và sau đây thì Quang Hào cùng với bếp trưởng Trương Thế Vũ sẽ gửi đến toàn thể quý vị một món ăn rất là bổ dưỡng, đó là súp thịt heo hầm cà chua. Xin mời anh Vũ. Kính chào quý vị khán giả. Thành phần của món ăn thịt heo hầm cà chua gồm có 100g thịt heo, 100g cà, một ít gừng, ít dầu ăn và một ít hành tím và một chút ít muối. Anh Vũ ơi, cho Quang Hào hỏi một tí là cái món ăn này thì sẽ thích hợp với những trẻ mà từ cái độ tuổi bao nhiêu ạ? Từ tuổi khoảng 5 tuổi trở xuống. Tuổi trở xuống. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu như thế nào anh? Dạ, thì bắt đầu mình bắt chảo lên. Món này thì nấu cũng dầu đúng không ạ? Dầu cho khi mà tí dầu vào, cho một tí mình cần nhiều không anh? Dạ, một tí muỗng. Một tí chút nhiều. Dạ. Mình bỏ được chưa anh? Dạ được rồi. Sau đó mình cho thịt lợn vào. Cái này mình thịt lợn thì mình cắt. Dạ, mình cắt khoảng là thân lợn. Mình bỏ muối. Vừa thôi đúng không? Thì dạ. Trẻ mới sốt thì mình không có. Cho một ít bỏ nước vào. Nước. Tô nước. Dạ, tô nhỏ. Mình bỏ cà chua vào được chưa anh Vũ? Dạ, chờ em nước làm sao. Mình phải cần một cái độ sôi nữa. Dạ, đúng không? Sôi, thì sôi bỏ cà chua. Em cứ nghĩ là cái cà chua này mình phải băm nhỏ ra. Thì dạ, băm nhỏ vậy. Thì cái này mình hầm nhừ. Anh để như thế này, anh hầm chập nó, cà chua nó sẽ nhanh nhừ. Dạ. Nó sẽ nhừ. Kính thưa quý vị, sở dĩ là hôm nay có muốn súp thịt heo hầm cà chua. Ở đây có nguyên liệu cà chua thì giúp cho trẻ tăng cường cái sức đề kháng cũng như là phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Quang Hào thấy đây là một cái món rất là hấp dẫn. Gần sôi là mình sẽ cho vào. Dạ, đúng không anh? Phải có gừng nữa hả anh Vũ? Dạ đúng rồi. Phải cho một chút ít gừng anh. Dạ. Cái tác dụng của gừng để làm gì anh? Gừng thì thứ nhất là nó tẩy đi cái mùi thịt lợn. Thứ hai nữa là nó sẽ làm cho gừng là tác dụng là giảm sốt. Yeah. Và tăng sức đề kháng cho bé. Và cà chua có vitamin A sẽ tăng tốt cho cơ thể. Tại vì ở đây mình dùng muối không là vì bé đau dạ chỉ dùng muối, không dùng muối cho bé. Bé sẽ khó sử dụng. Kính thưa quý vị, có thể theo như bếp trưởng đó là anh Vũ thì cũng có thể là chúng ta băm cà chua ra nhỏ để cho dễ dàng cho việc ăn hơn, trẻ ăn hơn. Thì còn thịt lợn thì sao anh? Thịt lợn thì mình anh thấy mỏng. Thấy mỏng. Dạ. Em thấy Quang Hào quan sát là thấy cái màu cà chua rất là đẹp. Và Quang Hào nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm hấp dẫn cho trẻ. Và mình có thể cho ra được rồi. Cắt được. Bây giờ là mình sẽ cho ra. Dạ, hay quá. Thấy cà chua đã nhừ rồi ha. Yeah. Quả là một mùi thơm rất là hấp dẫn quý vị ạ. Đây là một món ăn mà về màu sắc cũng nhìn rất là tuyệt vời. Kính thưa quý vị, sau một khoảng thời gian rất là ngắn thì bếp trưởng Trương Thế Vũ cũng đã gửi đến chúng ta một cái món ăn rất là bổ dưỡng cho trẻ sau khi sốt. Quang Hào hy vọng rằng sau chương trình này thì Quang Hào cũng như toàn thể quý vị sẽ có một món ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng dành cho trẻ. Và ở đây cũng có chất chứa bao nhiêu cái tình cảm của những bậc phụ huynh. Xin cảm ơn anh Vũ rất là nhiều vì cái món ăn rất là bổ dưỡng như thế này. Xin cảm ơn Quang Hào và xin chào toàn thể quý vị. Chương
Chương trình Bác sĩ gia đình tuần này với chủ đề sốt và sốt cao co giật ở trẻ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Cảm ơn Trung tâm Bác sĩ gia đình, Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, đơn vị cố vấn chuyên môn cho chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên khung giờ phát sóng của Bác sĩ gia đình vào lúc 12:30, chủ nhật hàng tuần trên kênh DRT2, phát lại lúc 15:30, thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Còn bây giờ, Đoàn Nhân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.